Tâm một bài về Hùng Vương hôm nay trong chủ đề cái ngày đại lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghệ sĩ Ngọc Nuôi với một sáu chúc rất là điêu luyện. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Thank you. Trong này giỗ tổ hôm nay Phi Loan xin được ngâm bài thơ Vua Hùng Lập Quốc với tiếng sáo của anh Ngọc Nuôi. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Nuôi và cô Phi Loan đã cho chúng ta một cái bài thơ rất là có ý nghĩa trong ngày trọng đại hôm nay. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, xin được giới thiệu nhạc sĩ Phúc Cảnh. Xin mời nhạc sĩ Phúc Cảnh là ai? Xin lên sân.